Cô gái chạy ra đường, đón chờ mẹ thu lượm ve chai về, gây bão mạng xã hội. Một đoạn clip ngắn được lan truyền trên mạng xã hội những ngày vừa qua đã ghi lại hành động hiếu thảo của một cô gái dành cho mẹ của mình và nhận về vô số lời khen ngợi. Theo đó, đoạn clip được tài khoản có tên là Monmin Tây Ninh chia sẻ ghi lại khoảnh khắc cô gái đang đứng đầu ngõ đợi mẹ mình đi làm về. Được biết, mẹ cô gái làm nghề thu lượm ve chai. Từ xa, nhìn thấy bóng dáng mẹ đẩy chiếc xe đạp chất đầy hộp giấy, chai nhựa, những vật phế phẩm thu nhặt được. Cô bé vội vàng chạy ảo đến đỡ rồi nhanh chóng dắt xe về giúp mẹ của mình. Khoảnh khắc này sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người xúc động và không ngớt lời ngợi khen dành cho cô bé rất hiểu chuyện, biết thích nghi với hoàn cảnh gia đình và tôn trọng điều kiện cha mẹ có. Người phụ nữ làm nghề nhặt ve chai trong clip cũng được nhiều người ngưỡng mộ bởi tuy không có địa vị xã hội cao nhưng chị rất biết cách dạy dỗ con đến nơi đến chốn để cô gái lớn lên trở thành một người con hiếu thảo, không chê cha mẹ nghèo khó, biết ý thức vươn lên trong cuộc sống khoảnh khắc ấm áp này cũng giúp cộng đồng mạng chiêm nghiệm ra bài học cuộc sống ý nghĩa càng lớn tiếp xúc va chạm nhiều đi làm kiếm tiền rồi chúng ta mới thấy đồng tiền có được không hề dễ dàng gì đó là bao nhiêu mồ hôi nước mắt hay thậm chí là đổ máu mới có được người ta thường có câu cha mẹ giàu sang con thong thả cha mẹ nghèo con vất vả gian nan nhưng dẫu gia đình có khó khăn thiếu thốn như thế nào phần làm con cái cũng đừng nên than thở mặc cảm ngược lại ta phải hiểu được rằng con cái sinh ra đã mang ơn nghĩa sinh thành từ cha mẹ lớn lên mang ơn nghĩa công lao nuôi dưỡng, thành người mang ơn nghĩa công lao giáo dục, từ đó biết sống có trách nhiệm, yêu thương gia đình và bố mẹ hơn. Quý vị và các bạn có cảm nhận gì về đoạn clip này? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận của video này nhé. Và đừng quên like và theo dõi kênh để cập nhật được những video mới nhất.